để chi viện cho cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở Điện Biên Phủ. Một mạng lưới vận tải gồm ba tuyến chính được hình thành và đều phải qua cửa ải ngã ba cỏ nòi. Quân Pháp xác định đây là yết hầu, tử huyệt của tuyến cung cấp vũ khí, lương thực của Việt Minh lên Điện Biên, nên đã ra lệnh cho không quân Pháp ở Đông Dương bằng mọi cách phải biến ngã ba cỏ nòi Sơn La thành bãi lầy. Ngã ba cỏ nòi từ đó trở thành tọa độ lửa, nơi diễn ra cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt giữa ta và địch. Với quyết tâm bảo vệ thông suốt con đường huyết mạch, hơn 18.000 lượt thanh niên sung phong đã được huy động từ khắp các địa phương lên đường phục vụ chiến dịch. Trong đó, thường trực tại ngã ba Cò Nòi khoảng 1.000 người thuộc đội 34 và đội 40. Bà Nguyễn Thị Nụ, cựu thanh niên sung phong năm mấy cho biết, từ thời điểm đầu năm 1954 cho đến khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, không ngày nào ngã ba Cò Nòi im tiếng bom đạn. Trung bình, mỗi ngày đêm, diễn ra hàng chục cuộc đánh phá với các loại bom nổ chậm, bom napalm, bom bươm bướm, bướm hòng bóp chết tinh thần, ý chí chiến đấu của quân và dân ta. Ban ngày mọi người phải sơ tán, đến đêm thì cùng nhau ra sửa chữa, làm đường để ngay đêm đó bộ đội, dân quân, xe vận chuyển vũ khí, lương thực đi qua trước khi trời sáng. Ngã ba con nòi này là một nơi trọng tâm, cao điểm nhất. Lúc bây giờ là Pháp nó đánh rất là lớn, nằm mạnh. Mỗi một ngày nó chút hàng trăm tấn bom không phải là ít lầy nội đường xá rất là khó khăn lúc bây giờ đi lại cho nên là phải mở những cái đường phụ đi tắt đồi rồi đi lên để rồi hô hào toàn dân đến người ta chuyển nương tải đạn rồi chuyển nương thực rồi không biết bao nhiêu người anh em đã hy sinh ở đây vì bom vì thế mà đã hết sức đồng lòng với nhau và cùng nhau để quyết tâm để vượt được cái khó khăn này lên để giải phóng Điện Biên Phủ lúc bây giờ. 70 năm kể từ ngày chiến dịch toàn thắng, mỗi lần trở lại ngã ba Cò nòi, các cựu thanh niên xung phong, dân quân du kích, ai nấy đều không giấu được niềm tự hào, xen lẫn xúc động. Ông Lò Văn Hánh, thuộc bộ phận công binh phá bom tại ngã ba Cò nòi, sau khi thắp nén nhang thơm, tưởng nhớ đồng chí, đồng đội, tại đài tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong, đã hồi tưởng về những ngày đêm chiến đấu kiên cường cái là nhà nước cần những thanh niên sung phong hồi đó tôi là còn nhỏ vào thanh niên sung phong là mùng 1 tháng 1 1953 có ngày riêng bằng thân tôi ba ngày ba đêm không được ăn cơm không được uống nước để tưởng nhớ tri ân tôn vinh công lao to lớn của quân và dân các anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong từ năm 2000 đến năm 2002 tỉnh Sơn La đã đầu tư xây dựng khu di tích tưởng niệm liệt sĩ thanh niên sung phong tại ngã ba Cò Nòi. Năm 2004, di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia. Đến tháng 7 năm 2021, tiếp tục khánh thành khu tưởng niệm tâm linh giai đoạn 1 thuộc dự án tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử ngã ba Cò Nòi. Công trình là biểu tượng, khẳng định ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam và là địa chỉ đỏ, giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Anh Lò Đức Ngọc, Phó Bí thư huyện đoàn Mai Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ: Tượng đài thanh niên sung phong Các bà còn nói chính là địa chỉ đỏ để lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên trên địa bàn huyện Mai Sơn nói riêng được bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân, sự biết ơn vô hạn tới các thế hệ cha anh để phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Mang trên mình những hố bom chi chít những ngọn cỏ cành cây xác sơ dưới lửa đạn quân thù ngã ba còn nòi biểu tượng anh hùng của lực lượng thanh niên sung phong trong chiến dịch điện biên phủ cũng chính là nguồn sức mạnh tinh thần không bao giờ vơi cạn tiếp sức cho thế hệ trẻ hôm nay trên con đường cách mạng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh